trên mạng xã hội có chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh hai chú chó vô cùng thân mật lưu luyến. Theo mô tả, đó là thời khắc chó con bị chủ bắt đi, nhưng vì không muốn điều đó xảy ra nên chó mẹ đã nhất quyết giữ chó con lại và ôm hôn thắm thiết. Có thể chắc chắn rằng khi ai xem đoạn clip này cũng đều sẽ thấy cay mắt vô cùng, vì hiểu rằng hóa ra tình mẫu tử không chỉ có ở loài người mà ngay cả loài vật cũng có sự quyến luyến nhất định. Nhìn cảnh cho con bị bàn tay người chủ bắt đi mà chó mẹ cứ níu lại, ôm rồi lại hôn mà người xem cảm thấy xót xa biết bao nhiêu. Mong rằng chú cho con sẽ sống thật tốt và an toàn để chó mẹ khi ở lại sẽ không cảm thấy quá đau lòng. Còn bạn, nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!